Để tôi coi thử anh đang Sao vui mà không. Để coi thử anh đang vui không nha. làm content không? Ngồi đi, ngồi nói chuyện luôn, đánh bằng binh. Rồi bích chét sao? Năm bằng cầm. Anh thấy nó hỏi bích có bằng gen mi hư hả? Mình nói còn ten luôn bạn. Content này hơi độc. Bây giờ cần tay là thằng nào là nai sừ. Bây giờ có bán thằng chết đầu tiên là thằng sẽ nai sừ. Hai anh em ơi. Hai Đua anh gì em à? ơi. Tài ơi, Nai cứu anh. sừ. Biết đâu lát em ơi. Tài ơi, cứu Đâu. anh. Nào, đây sự. Chưa thấy gần nữa nha. Mà em đánh nào đây cho không bạn mát không tẩy cho bạn sao bạn sao sao cứ cần sao cái anh thiệt em có siêu nha em có siêu nha ai tôi bị đổ bay tờ tôi bị bắn nè ai tôi bị tôi ok 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 chết anh chết rồi anh thiệt rồi quýnh gần luôn quýnh gần chó anh thiệt chó anh thiệt quýnh thường này quýnh thường đánh thiệt đây là thầy ok 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 hay nè à thằng Út Minh nói nhiều quá nha rồi ok ai tao nhìn nữa bay tao nhìn nữa bay thằng Út Minh nói nhiều vãi lên nha không mắc không mắc không mắc không vọng ai đây không hiểu nha nha ai đây không hiểu sắp không hiểu sắp hiểu rồi đi 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 biết đó anh mà nào biết đó mà nào biết đó mà nào ác chiến đó chứ đó là gì anh ăn đen đi đi ok về đây về đây về đây đánh 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 trụ thì chỉ có thể ăn sứ giả anh em ở đây nè quýnh được anh thì rồi 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 20 giây có hiểu anh kia hiền quá nha anh kia đúng tên hiền luôn chứ đây đây con tẩy cho anh mày cay được á quýnh luôn thì coi anh này anh này anh này anh đợi chết đợi phút anh sẽ bọt đúng anh hiền à anh hiền quá quốc đinh đó quốc đinh nó ghi hết quýnh đi anh hiền mớm em anh hiền bóp em anh hiền ỉa cho em đi anh hiền không hay xuống nào xếp một lát nha xếp một lát nha này bè cái gì cũng anh hiền sắp nó chết luôn rồi đó sắp nó chết luôn rồi đó hai em ơi hai anh em ơi tài xứ nãy sự thằng quốc đinh game này nó bắn hết được á. Ok ok em ok em. Tao là quái vật anh em ơi. Cá sấu mày ơi. Dạ ơi, dạ ơi. Nó chơi cá sấu anh em ơi, chơi cá sấu. Ơi bút thứ 10 tao là quái vật. Ra đam nè. Gáy không gỡ. Ơi dạ. Ở đam lẻ lắm nha, đam lẻ lắm nha. Rồi đam đi tao đứng đó. Đam đi, tao đứng trong tao mở ra nè, tao đứng trong mở ra nè. Ơi quái vật. Đi coi gát, nhìn coi gát. Ê, nhìn gát nè, gát nè. Nhìn gát, nhìn gát anh em. Anh gửi TV nhá. Gà gắt chết, gà gắt chết. Ok, hai hai. Rồi, anh còn TV nhá, anh tương TV ấy. TV. Anh cầm được này. Anh đâm ra rồng trên, đâm ra rồng trên. Lôi được anh em, lôi được anh em. Lôi được, lôi được. Ai ai. Anh gồng thì. Gồng được anh thì. Ủa. Tôi nhớ chơi súp bọ. Là phải ê quýt đi quýt đi quýt đi đừng lên nữa đừng lên nữa anh gồng cãi vô đơn giờ vô đơn đáp xuống mình chơi nè vô đơn đáp xuống mình chơi tiếp nha mình chơi tiếp giờ nó đâm gồng đi đâm gồng giữ đâm gồng nha anh gồng được anh đâm đâm ra rồng kia đâm ra rồng kia lôi được anh em lôi được anh em lôi được anh em nói rồi anh em kêu kêu ăn gồng rồi càng ngon đấy cái số bay anh gồng đi bay đang đam rồi đang đam rồi tao qua ba tao nhìn thằng gừng cái nha tao nhìn thằng gừng đó nha bay từ khúc này góc xấu nha trời ơi có nghe có góc xấu nha anh Hiền có nói rồi nha số anh Hiền có nói rồi nha dù bay vô dù chết luôn hả lát từ quýnh từ hai nó chết chắc rồi nó chết chắc anh có thể tìm bị rồi anh có thể tìm bị rồi nhá thôi thôi đừng mới coi cái mic chat của của bên TS xong vậy quay qua coi mic chat của bên đi qua coi mic chat của bên TS thì chắc sao được tụi TS bây giờ trong khi tụi nó đánh team work tụi nó đánh kỹ tụi nó đánh chậm tụi nó đánh chắc vãi cái pha này gặp như hàng trẻ chơi đó chơi tới luôn khô máu luôn quýnh từ hai nó chết chắc rồi anh có thể tìm bị rồi nhá thôi đừng trời ơi trong khi tụi nó vừa vô cái mục tiêu xong tụi nó ăn xong cái mục tiêu xong bắt đầu là tụi nó con nhau cái bước tiếp theo là đánh như thế nào luôn đánh lui đánh xong này bỏ đi về ra biết vậy sao chơi. Nói ngựa hô khác không anh em? Có nói ngựa hô đúng không anh em? Achi nói do con Fiora đó. À do con Fiora này hả?
Giờ biết rồi. Không ép Adon, tao hết súng rồi, tao hết súng rồi, tao hết súng rồi. Tao này bóp luôn nha. Tao mất anh em. Sao chắc được. Đứng nào bay, đứng nào vội bay. Ê, nè, nè, nè. À, nó tới pin, tới lùi, 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 lùi. Lùi, 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 lùi. Rồi, đẩy, đẩy anh Kiên, đẩy anh Kiên, đẩy anh Kiên. Ngon, 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 đẩy anh Kiên, đẩy anh Kiên. Ê, bắt đầu luôn, ra đầu. Anh Kiên là lớn quá, anh Kiên có cái thế, anh Kiên là lớn quá. Từ thôi, từ thôi. Cái nào bảo nó chèn lên, bọn nó chèn lên. Nó xuống anh Kiên ơi, nó xuống anh Kiên ơi. Rồi, rồi, nhìn, 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 cái cá sấu không lát, cá sấu không lát, bay cá sấu không lát. Không, không, không. Từ từ lấy đi chú. Từ thôi, từ thôi, từ thôi. Không có gần, không có gần đâu. Từ từ tao lấy tôi nè. Tao đứng trong tôi quy ra, đứng trong quy ra. Rồi rồi rồi. Rồi rồi. Nhìn miếng nó nha bay. Cá sấu không lát nha, cá sấu không lát nha, không lát. Ok 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 ok. Thằng miếng không rờ đâu, miếng không rờ đâu, miếng không rờ đâu. Ê, ê tao lấy máu miếng đó, tao lấy máu miếng đó. Rồi chơi. Tao mất cả, tao mất tốt cả, tao mất tốt. Cá sấu với cá sấu. Bắn. Ba đòn anh em, ba đòn anh em. Đi bớt đi cái, đi bớt đi cái, đi bớt đi cái. À đây đó, đây đó. Rồi lui 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 lui. Bắn con, bắn con, bắn con. Đánh chừng một bãi. Lui 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 lui. Bắn con. Nó trẻ, tụi nó trẻ mà tụi nó kỹ năng có, tụi nó đánh chừng mực có. Đánh chừng mực mà ví dụ như là vừa đánh chừng mực mà vừa một thằng con là cả đám cùng nghe theo luôn. Ồ, team này mới gọi là team nè. Team này mới gọi là dễ phát triển nè anh em ạ. Ví dụ như cái này, ví dụ như là thằng búp đi nó kêu là ngừng, cả đám ngừng, xong chạy ra ba rong. Ví dụ như pha này sai, cả đám cùng biết sai đâu, cùng nhau sửa. Ồ, team này chuyển giọng phải anh em, thiệt. Team này đúng kiểu team chuyển giọng luôn á. Lái, lái, lái. Ai vậy? Quýnh được anh em, quýnh được anh em, quýnh được anh em. Gần, 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 gần. Top, 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 chờ nó nè. Mẹ nè, mẹ 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 hai. Này luôn, chơi này luôn, chơi này luôn, chơi này luôn, chiếc này luôn. Quýnh cho nó sợ. Tao 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 tao. Ok, tao cho mày 1 phút, tao cho mày 1 phút, ăn ly phút. Nói gì đó, chó gì đó. Trời cái chuyện win, trời cái chuyện win là phút. Không, anh em cứ bình tĩnh nè, game 2 nữa. Ờ bình tĩnh anh em ơi. Nghe nghe cống á, game này cống á. Hai anh em ơi. Hai cống. Hai. Mày chứ. Rồi. Hai anh em ơi. Hai anh em. Hai anh em. Anh Thiền này hài nha. Ơi, tin đẹp này có anh Thiền này hài nha anh em. Cái bích chất nó đỡ buồn hơn anh em. Cái bích chất nó không thiên về cái mặt là gọi là kỹ năng mà chuyển giọng rồi đồng đội nữa, mà nó có thêm tí đấu hài của anh Thiền đấy mọi người. Anh Thiền này vui á. Càng tập hơn anh em. Tụi em chỉ cần cẩn thận nhưng mà tụi em tập trung là được. Đừng có buông lỏng quá. Đừng có hài lòng với bản thân nha anh em. Thiền thở lặng. Đừng có thỏa mãn là được. Nhưng mà tụi em đừng có tâm lý quá. Tụi em hãy vui vẻ như cái lúc mà tụi em trước khi vào game 1 đi. Đúng, tâm đúng, 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 đúng. Giết được thì giết, không giết được thì thôi. Không cần phải ráng. Đúng. Anh em, tụi mình quýnh cho nó ngọt chứ không phải là quýnh lấy máu anh em. Quýnh cho nó ngọt. Được, 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 kể vậy, cũng được. Cho giờ em clip được anh em. Anh em. Out tiền nữa. Em quýnh cho nó ngọt. Được, 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 kể vậy, cũng được. Cho nó về thêm clip nữa. Cho nó về thêm clip nữa, nó giỡn. Có clip thiệt mày. Giỡn xong có clip thiệt mày. Giống như anh ba á, đợi team nào thua xong bay qua trượt trượt cái mic chết. Xong ngồi cả đám cùng ngồi coi, rồi xong cùng cười. Giỡn mày. Ăn luôn cho nhà anh em. Thấu hiểu là phải clip nào đúng rồi nghe. Ê, nó ác với em hero. Cái tựa đề thấu hiểu là phải vô cái mic này nè. Thấu hiểu mic chat TS là TS chứ không phải là thấu hiểu bên kia nha. Bên tụi TS nó thấu hiểu bên TS quá rồi. Quá thấu hiểu mọi người. Nó biết thế lồn nào mình được làm xong là sẽ có gọi là này nọ các thứ nha. Vậy anh em ơi. Mày làm vàng nghe tốt anh em ơi. Nào 15 vàng thôi. Nhưng mà tập trung nha anh em, tập trung nha. Ok. Dạ. Thầy bút tin này. Thôi đi bơi. Thầy bút tin này nhốt nhào đấy nè. Vừa đánh kỹ năng mà vừa nhốt nhào đấy nè. Ê, này, này, này. Thôi, mất nghe, mất nghe. Mất nghe, chỉ biết chơi lại. Đừng có cho nó ra dễ. Đừng có cho nó ra dễ quá anh em. Vậy đấy nha, vậy đấy nha. Đây. Ai, gái không lái, gái không lái. Chung này.
Anh tới nè mày, anh tới. Alo, 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 alo. Ủa một khoảng lặng trong tâm hồn hả? Ủa tự nhiên đang chơi cái ở đâu đó có một cái khoảng lặng trong tâm hồn hả? Sao nó lặng ác vậy? Giống như trong Kuroko đội bóng vô hình á anh em, ơi tuyển thủ vô hình á, nhập John anh em ơi. Giống như tới phút này tự nhiên đang nói xong cái tự nhiên nhập John. Ai gái không lái này, gái không lái này. Mắt té lửa ra. Mày chung. Đó, mắt té lửa ra bắt đầu cơm mát, bắt đầu sức chiêu. Anh tới nè bạn, tới. Lôi, gồng. Mục tiêu tới hiểu, mình là gồng, mục tiêu tới hiểu. Ok. Đi. Góc này được nè, góc đẹp nè. Đi tới đây, đi ra đây được. Sao. Gì vậy? Sao. Ai cũng tao đỡ mày. Bây giờ. Nhìn kia. Đang qua. Đừng đẩy, chỗ này đánh, nó đánh. Lôi. Ấy, đổ bay. Ok, lùi. Có gờ. Anh em cầu cho team mình hồi sinh, Đừng có chừng à. Ok. Một mình đánh góc này nha. Góc này không? Được không? Đánh không? Được. Được góc này, được. Em đi vào sau này, chứ được sau này. Ê, bắt đầu anh đi. Ok. Anh biết nha, đây con mắt nha. Bây giờ đang được không? Đẩy trước kìa, đẩy mít kìa bay. Ê, bỏ mít đi bay. Bỏ đi bay. Lùi nha. Này, Rồi, hay. Nhìn miếng nó được á. Góc đẹp. Tới, chiều quýnh đâu. Tới. Đánh anh, dừng cái. Rồi, em sẵn rồi, giỡn lui. Ai, quýnh đủ. Được cái. Rồi, đánh xong rồi. Đây. Nó hay ở đây á là nó là một thằng xạ thủ và nó nhìn được, nó là cái thằng mà gọi là nó chủ động nhiều thằng support đưa cho nó vô một cái thế gọi là tốt, nó tự nhìn thế của nó là nó tự con thằng support hỗ trợ cho nó để tạo đúng cái thế mà nó mong muốn. Cái pha này vừa mới nhìn cái thế thằng SD lên cao một cái thôi là nó tự chủ động luôn, nó tự chủ động làm luôn. Đây. Nó tự chủ động nó làm và nó kêu thiền của nó. Nó lúc nào từ cái lúc đi lên cho đến lúc giao tranh nó sẽ là thằng chủ động đưa vô nó cái thế, tại vì nó có quá nhiều tài nguyên. Cái tài nguyên lớn nhất của nó là anh Thiền. Cái tài nguyên lớn nhất của thằng Quýt đi là anh Thiền. Anh Thiền sẽ luôn luôn support cho nó từ A tới Z để cho nó có một cái cơ hội nó chơi game nhiều nhất có thể. Và bản thân nó cũng sẽ tự chủ động được vị trí của nó, rồi cái cách chơi của nó sẽ như thế nào nó sẽ tự chủ động được. Thằng Moody này rất là hay luôn, cực kỳ hay nha, giỏi nha, nhóc này rất giỏi, nhóc này 200+ á. Lái luôn. Và rất nhộn nhịp nha. Ảnh rất nhộn nhịp, rất kia là nhộn nhịp. Tới cho tao. Tôi nghĩ là sau cái game này là ảnh sẽ kêu 5 anh em lại. Rồi ổng cùng nhau lại la lên. Vô địch. Đó, ảnh giống vậy đó. Có điểm giống vậy đó, điểm này nên hạn chế. Nếu AB có mua pudding nhớ cộng một anh Hiền nữa nha. Ờ, phải có anh Hiền à. Bút đêm là phải đi gặp với anh Hiền nha. Bút đêm. Nice.
bước lên bậc thang đầu tiên à.